Mới nghỉ có 2 hôm mà tài trợ cho mấy nhân viên đi du lịch mà anh chị ở nhà đồn em Cường là lùa gà xong rồi dẹp tiệm nghỉ luôn. Trời ơi, ác mộng ác miệng thiệt chứ. Nè, 200 mấy cuộc gọi nhỡ của chú anh chị trong vòng có 2 ngày à. Đó, khách hàng yêu thương em Cường kiểu này làm sao mà nghỉ được anh chị. Đó, thì mình phải kiếm được những cái máy đẹp 45% để mà phục vụ cho cô chú anh chị. Chứ bây giờ em mà nghỉ một cái ai ở lại làm cái công việc này. Đó, em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị dòng Dell ha. À, mẫu máy quốc dân nhưng mà cấu hình rất khỏe ha. Core i7 13700H cô chú anh chị, RAM 32GB, màn hình là 2,5K luôn. Đây. Đây là hàng outlet ha, open box như vậy nè. Em Cường về cũng được tầm khoảng chục chiếc thôi, không có nhiều. À, nhôm nguyên khối luôn cô chú anh chị, 16 inch nha, mẫu này 16 inch. RAM 32GB thì em nói là cân tất cả những các tác vụ văn phòng mà cô chú anh chị yêu cầu, mở cho em lần 4 50 tác thoải mái luôn. Màn 2,5K thì đẹp hết nước chấm rồi. Cái này á anh chị nào mà Photoshop ha, hoặc là mình mở những cái file lớn hoặc là đồ họa 2D nọ kia ok em Cường luôn, tại vì chip H. Anh chị biết không, chip H là cái chip hiệu năng cao dành cho những cái con gaming đó, mà bây giờ nó nhét vô trong những cái máy văn phòng này thì anh chị phải bàn nữa đúng không? Chạy thì khỏi phải lo luôn. Hệ thống tản nhiệt em này rất là ok ha. Đây, em cho anh chị xem cái ngoại hình của em nó nè. Hút tản nhiệt nè, đó. Lốc hút gió nè. Đầy đủ các cổng hết luôn cô chú anh chị ha. HDMI nè, cổng A nè, cổng C. Rồi, mẫu này thì nó giống như cái thằng mà 5430 em đã review rồi đó cô chú anh chị, nhưng mà màn hình là 16 inch nha. Quan trọng nữa là cô chú anh chị tiết kiệm được cho em Cường mấy củ bạc rất ngon. Con này hiện tại bây giờ em Cường chia cho anh chị chỉ có 21.5 thôi, chưa giảm 500 nữa, chỉ còn có 21 à. Mà cấu hình i7 chip H13 luôn. Rồi RAM 32GB ổ cứng 1T, ổ cứng 1T là cô chú anh chị lưu trữ thoải mái ha. Màn hình 2,5K toàn diện luôn, nó không có gì để chê hết. Vỏ thì là vỏ nhôm, thương hiệu thì đến từ Dell nữa anh chị. Đó, không đẹp 400% là cái gì. Máy mới new siêu nó gần 30 rồi. Mà cái này em Cường chia chỉ có 21 thôi, thì anh chị tiết kiệm cho em Cường tính mấy củ bạc rất ngon luôn ha. Mà là new như nhau hết, không có khác gì. Giá trị cốt lõi là đây anh chị, em Cường sẽ bảo hành cho anh chị là 12 tháng ha. 30 ngày đầu bất kỳ cái lỗi gì làm Cường đổi cái bụp liền, không có ABCD đó.